Kênh YouTube Tâm Phát Audio xin chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Em xin thành thật cảm ơn tất cả các cô chú anh chị và các bạn trong suốt gần 1 năm qua đã tin tưởng ủng hộ cũng như đăng ký kênh và mua sắm những sản phẩm bên kênh YouTube Tâm Phát Audio. Thì nhằm đáp lại tấm chân tình của cô chú anh chị và các bạn, hôm nay cũng gần hết năm mà dịp Tết đến xuân về, chúng ta chỉ còn có dọn dẹn gần 1 tháng nữa là đã kết thúc năm 2020 và bước qua năm 2021. Thì hôm nay em làm cái video thông báo cho tất cả các cô chú anh chị các bạn được biết. Thì những con bếp trong video hôm nay em sẽ bán tri ân cho tất cả các cô chú anh chị và các bạn, và được miễn phí ship toàn quốc. Có nghĩa là cô chú anh chị các bạn mua bếp không cần phải trả tiền ship. Em đã tặng tiền ship cho cô chú anh chị và các bạn, tuy nó không đáng là bao, chỉ là một phần nhỏ thôi, nhưng đó là tấm chân tình của em nhằm cảm ơn tất cả các cô chú anh chị và các bạn đã ủng hộ và tin tưởng kênh YouTube Tâm Phát Audio trong suốt thời gian qua. Thì tất cả cũng biết có trong video hôm nay thì em cũng mô đúng được tặng một cặp pin Duracell Ankaline dung lượng cao và gắn lưới chống chuột, và được hỗ trợ linh kiện trọn đôi bếp trong quá trình sử dụng. Và cô chú anh chị và các bạn mua cũng phải đặt cọc cho em một ít rồi cho em thông tin địa chỉ, rồi em sẽ gửi bếp tới nhà. Cô chú anh chị và các bạn được quyền kiểm tra, rồi sau đó thanh toán phần còn lại và không phải trả tiền ship. Thì giờ chúng ta sẽ đi vô xem những con bếp như thế nào. Thì cái dòng đầu tiên là cái cây bếp nút nhấn gần full chức năng, có cái thì 2 tầng lửa mà cũng có cái thì lò nướng 1 tầng lửa. Thì cái con đầu tiên là cái con Osaka, cái con số 4, sản xuất 2011, giá 3 triệu. Thì cái con này có tất cả các chức năng hết, nhưng mà có lò nướng là chỉ có 1 tầng lửa thôi. Nút hẹn giờ của lò nướng, chế độ chỉnh nhiệt độ 56, 58, 200, full 3 giây. Lò nướng đó. Và chế độ nấu cơm, nấu cháo và nấu nước. Và có nút khóa tre số 4 đời 2011, giá 3 triệu. Thì cô chú anh chị các bạn mua bếp thì nó số 4 và nói đời thôi, với lại giá là em đã biết, em đã sẽ gửi cho cô chú anh chị các bạn. Cái con thứ hai là cái con số 19 đời 2014, giá bán 2 triệu 8. Chỉ con này cũng gần full chức năng, nó là lò nướng 2 tầng lửa, nó được hơn con trên là chỉ có 1 tầng lửa thôi, còn dưới này 2 tầng lửa, nhưng nó không có cái đồng hồ chỉnh hẹn giờ của cái lò nướng, nhưng mà nó được lò nướng 2 tầng lửa, chế độ nấu cơm, nấu cháo, nấu nước, nút nhấn, có nút khóa trẻ em và lò nướng. Và chỉnh nhiệt độ 56, 58, 200, full 3 giây, khóa trẻ em số 19 đời 2014, giá bán 2 triệu 8. Thì tất cả những bếp này đã được kiểm tra và đã được test mọi chức năng hết, và cũng có video trên YouTube hết rồi. Cái con tiếp là con Dynai cũng gần full chức năng, số 21 đời 2011, giá bán 2 triệu 2, cũng lò nướng 2 tầng lửa, 56, 58, full 3 giây, chế độ nấu cơm, nấu cháo, nấu nước. Dạ, con này có cái mặt bên đây nó về nó hơi xấu, nên em đã sơn cái chỗ này lại, cái mặt lại nó khác bên đây. Thì em bán giá 2 triệu 2, mọi chức năng đều hoạt động và ảo ok hết. Dạ, lò nướng như nướng mười nóc, số 21 từ 2011, giá 2 triệu 2.
Cái con kế tiếp là cái con số 20 đời 2014 giá 3 triệu. Cũng gần bếp Rinnai, gần full chức năng. Lò nướng 2 tầng lửa. Chế độ nấu cơm, nấu cháo, nấu nước. Khi nướng nhị nướng 10 nóc. Nhiệt độ 56, 58, 200 và full 3 giây. Có nút khóa trẻ em. Đây cũng vậy. Giá bán 3 triệu. Rồi cái con ở dưới là cái con Rinnai số 12 2010 giá 3 triệu. Con này có cái mặt là mặt men giả đá, sơn giả đá nha anh em. Này là lò nướng một tầng lửa, cũng chế độ nấu cơm, nấu cháo, nấu nước, lò nướng. Chỉnh nhiệt độ 56, 58, 200 và full 3 giây. Có nút khóa trẻ em. Khi nướng dĩ nướng 10 nóc. Số 12 đời 2010 giá 3 triệu. Thì tất cả những con bếp này thì được tặng pin Duracell Alkaline dung lượng cao và gắn lưới chống trộm và được miễn phí ship toàn quốc. Rồi qua cái cây thứ hai là cái cây nút dặn ngang. Cây này gồm có 6 con. Thì cái con đầu tiên là cái con Osaka, có cái màu Sikula, này là màu phiên bản đặc biệt, còn rất là đẹp. Con số 7 sản xuất 2013 giá 3 triệu, có nút full 3 giây. Khi nướng thì bằng men, chỉ nướng bằng inox. Có màu phiên bản đặc biệt này, nó có một cái phiên bản màu trắng sữa nữa, cái mặt này màu trắng sữa nữa. Rồi cái con kế tiếp là cái con Rinnai số 14 đời 2014 giá 2 triệu 2. Con này thì không có nút full 3 giây, nút vẫn ngang. Số 14 đời 2014 giá 2 triệu 2, có cái màu xám. Rồi cái con kế tiếp là cái con Rinnai luôn. Số 11 đời 2014 giá 2 triệu rưỡi, nút dặn ngang. Này khi nướng vị nướng khi nướng bằng men, vị nướng bằng inox. Cái con kem nó cũng vậy luôn. Rồi cái con kế nữa là cái con Paloma số 15 đời 2013 giá 2 triệu 2. Có nút full 3 giây. Hỗ trợ chiên rán đồ khô, chiên cá, chiên thịt, chiên khô, chiên đậu, rán đậu gì đó. Đã có những bản test trên YouTube. Số 15 đời 2013 giá 2 triệu 2. Cái con kế tiếp là cái con số 13 đời 2013 giá 2 triệu 2. Và cái con cuối cùng là cái con số 16 đời 2015 giá 2 triệu 2. Rồi qua cái cây nút nhấn. Cái nút nhấn này có 3 con Rinnai và một con Runit Norit. Thì cái con trên cùng là cái con màu hồng gà số 18 đời 2014 giá bán 2 triệu 8. Thì con này do vậy vận chuyển thì nó cũng có cái vết mớp chỗ này và một mấy chấm ở trên cái kiềng kia, thì em để rẻ cho cô chú anh chị xài. Có nút khóa trẻ em nhưng mà trong nội thất con này đẹp lắm, mới xanh, lò nướng chưa xài. Khi nướng nhị nướng 10 nóc.
số 18 đỡ 24 giải 2 điều 8. Và cái con này nó có một cái về vận chuyển về, nó có một cái đường răng chỗ này. Đây, em đã xử lý phần dưới rồi, giờ là xài ok, không bị gì hết. Rồi cái con kế tiếp là cái con Rinnai nút nhấn số 5 đời 2016 giá bán 3,5 triệu. Con này có cái màu sẫm đậm, khi nướng dĩ nướng mà ngay nóc. Con này là đẹp lan can luôn, lò nướng chưa xài luôn. Đó, số 5 đời 2016 giá 3,5 triệu. Rồi cái con kế là cái con Rinnai nút nhấn số 6 đời 2014 giá 2,8 triệu. Khi nướng dĩ nướng mười nóc. Rồi cái con cuối cùng của cái cây này là con Norit số 17 đời 2016 giá bán 3 triệu. Con này có cái mặt rất là đẹp dễ thương, có một cái điểm nhấn là có cái đường chỉ chạy ngang qua, có nút full 3 giây. Cái này là khi nướng bằng men, vậy nướng bằng inox. Rồi tất cả những con bếp trong video hôm nay sẽ được bên em miễn phí ship toàn quốc và tặng pin đua xe Ankalai dung lượng cao và gắn lưới chống chuột miễn phí. Những qua video này em cũng xin thật cảm ơn tất cả các cô chú anh chị và các bạn trong suốt thời gian đã tin tưởng ủng hộ đăng ký kênh cũng như là mua sắm, và cũng không quên chúc cô chú anh chị và các bạn sang năm mới được nhiều sức khỏe và làm ăn thành đạt. Thì mọi thắc mắc thì cô chú anh chị và các bạn mua sản phẩm thì vui lòng điện thoại 0938 349 749, em giao hàng toàn quốc. Xin chào và hẹn gặp lại.